Xin chào mọi người, đây là hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển báo áp lực của hầm hàn. Hiện tại cái bộ điều khiển này có 8 kênh đang được gắn cảm biến ở mỗi kênh 2, do vậy kênh 1 với những kênh còn lại đang báo lỗi. Để vào phần cài đặt, ta ấn nút set một lần, sau đó ấn nút paste 2 lần. Đây là các thông số để cài đặt. Thông số L tức là thông số low alarm, là thông số cài đặt cái báo động thấp. Thông số H là thông số high alarm, là cài đặt báo động cao. Các thông số như S và M thì không nên thay đổi bởi vì đây là thông số hiệu chuẩn. Thông thường thì áp lực thấp được cài với mức là dưới 10% của van thở, và áp lực cao được cài với mức là trên 10% của van thở. Tuy nhiên là các thông số H và L là thông số được quy đổi giữa áp lực sang dạng số digital, nên là ta có bảng quy đổi như ở file Excel trên đây. Đây là bảng quy đổi. Ví dụ ta muốn đặt cái áp lực cao là 23,1 kPa thì thông số quy đổi sẽ là 331. Ở đây thì sẽ đặt cái H sẽ là 331, sẽ là áp lực cao. Còn ví dụ muốn đặt áp lực thấp là âm 7 kPa thì quy đổi nó sẽ là 30 ở giá trị L. Ví dụ van thở có ngưỡng báo động thấp là âm 3,5 kPa thì ở trên cái hệ thống báo áp lực hầm hàn sẽ là quá 10% của van thở, tức là âm 3,5 nhân với 1.1 sẽ là âm 3.85 kPa. Ở đây chúng ta nhập âm 3.85. Thì giá trị đặt vào bộ điều khiển ở đây sẽ là L bằng 61.5. Ở đây chúng ta sẽ đặt làm tròn thành 62. Và ví dụ là mức báo động cao của van thở là 15 kPa, hệ thống báo áp lực hầm hàn sẽ đặt là 15 nhân với 1.1 sẽ là 16.5 kPa. Ở đây nhập giá trị là 16.5. Thì giá trị H ở đây ta sẽ thay đổi là 265. Sau khi hoàn thành cài đặt kênh 1 thì ta chuyển sang kênh 2 bằng nút S1. Sau khi cài đặt xong kênh 2 thì ấn nút S1 tiếp về sang những kênh còn lại. Những kênh còn lại cặp tương tự. Sau đó ấn nút S1 một vài lần để thoát ra màn hình. Như vậy ta đã làm xong cái bước cài đặt. Xin cảm ơn.